Mặc dù tôi ở đây một mình, nhưng tôi đã gọi 3 cốc và đang uống cốc thứ 4. Theo góc nhìn của quán cà phê này thì tôi tương đương với 4 khách hàng, vậy nên việc cô tranh cãi về số lượng người là không hợp lý. Và cô không có quyền yêu cầu tôi phải đổi chỗ. Cô hiểu chứ? Chúng tôi đang hỏi anh, không phải yêu cầu. Nếu như anh đang hỏi tôi, thì tôi đã trả lời là không rồi đấy. Có vấn đề gì với gã này vậy chứ? Nào, đi khỏi chỗ này thôi, hãy đi chỗ khác đi. Tòa án gia đình Seoul. Chuyện sẽ ổn đúng không, luật sư Sơ? Tất nhiên rồi, tôi sẽ khiến mọi chuyện đều ổn. Trưởng nhóm ơi! Trưởng nhóm! Cùng đi đi ạ. Hôm nay tôi hẹn ăn tối ở khu Sơ Lưng. Hả? À, được thôi. Chị không đi xe ạ? Thời tiết thế này mà được đi nhờ xe thì tuyệt biết bao. À, không. Nhưng chị sống ở gần đây nên đi xe buýt sẽ tiện hơn nhiều. Xe buýt đến rồi. Đi thôi. Vâng. Trưởng nhóm về cẩn thận ạ. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Thật ngốc nghếch. Mình đã để cô ấy đưa mình đến đây. Mình nên đổi thông tin trong danh bạ khẩn cấp của công ty mới được. Chohee đấy à? Là tôi, hàng xóm cũ của cô, nhà 1401 đây. Lâu quá rồi. Vâng. Cô thế nào rồi? Chào cô Sơ. Bạn Rian vẫn khỏe chưa ạ? Tất nhiên rồi, cháu đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối cô gặp cháu đấy, Sơ Chun. Cô biết Sơ Chun nói gì không? Sau khi luôn tranh giành điểm số cao nhất với Rian, thằng bé nói đi học bây giờ không vui nữa vì Rian chuyển đi rồi. Chắc hẳn là Sơ Chun vẫn đang học rất giỏi ở trường. Không có đâu ạ. À, cô Chohee à? Cô đã chuyển đi đâu thế? Hàng xóm khác đều đang thắc mắc. Cũng gần đây thôi. Gần đây thôi ạ. Thật ra khi cô rời khỏi Gangnam thì không thể quay lại được đúng không? Cũng đúng nhỉ. Xe buýt của tôi đến rồi. Hẹn gặp lại cô Chohee. Chào cô, chào cháu Sơ Chun nhé. Cháu chào cô ạ. Cuộc sống đã rất tốt khi chúng tôi sống ở đây. Đói bụng quá đi. Còn xa bất tận mới về đến nhà. Trên đường về nhà, nhớ mua cá minh thái hấp. À, ở nhà cũng hết cá cơm xào rồi. Lần trước hơi bị mặn quá. Mua cả củ cải muối nhạt vị thôi.
Con biết là giáo sư Kang thích chúng như thế nào mà. Đồ ăn kèm, hai chị em. Chào mẹ. Châu Hy đấy à? Cháu chào gì ạ? Sao con lại ở đây? Sao không về thẳng nhà? Mẹ không thích khi con đến ạ? Nhà mình còn cá minh thái hấp đúng không? Không. Có đây. Con sẽ lấy thêm một ít rau trộn nữa. Con không thấy bảng giá à? Cho con gái mình ăn mà mẹ thấy sót ư? Trời ạ. Tất nhiên là bà ấy muốn cho cháu. Nhưng bà ấy sót khi phải vất vả làm đồ ăn kèm để đem cho gia đình họ Kang. Gì ạ? Đừng lo ạ. Con gái lớn của mẹ sẽ ăn hết chỗ này. Mẹ chưa bao giờ thấy con ăn cá minh thái hấp cả. Mẹ nhầm rồi. Con rất thích cá minh thái hấp mà. Cháu đã từng nhổ hết nó ra mà. Vậy bao nhiêu ạ? Một cá minh thái hấp, ba rau trộn, 12.000 won. Con không có đủ. Mẹ lấy 10.000 won đi ạ. Con về rồi ạ. Chào cháu Kang Rim. Hôm nay con về sớm à? Phiên tòa kết thúc sớm ạ. Nữa à? Nữa gì chứ? Chị đã trả tiền đấy. Không cần chuẩn bị bữa tối cho con đâu ạ. Con sẽ thay đồ rồi đi tập. Vậy con nên ăn chút gì đó, con không đói ạ. Em có cái gì trên tóc này? Gì vậy chứ? Chị đã rửa tay chưa? Ghê quá đi. Ghê ư? Sao nó lại làm con xấu hổ như vậy chứ? Em đang có vấn đề đấy. Chả trách nó chẳng lấy vợ được. Người phụ nữ nào lại thích một kẻ kỳ dị như nó chứ? Châu Hy, người đàn ông ngăn nắp và sạch sẽ như Kang Rim tốt hơn gấp 100.000 lần người đàn ông không hề có ý thức về vệ sinh cá nhân đấy. Chồng của cháu Nam Gu không rửa chân, lại còn móc mũi trước mặt cháu kìa. Đó mới là ghê. Sao lại lôi anh Nam Gu vào đây ạ? Kang Rim là đứa sợ vi khuẩn, nó không bình thường. Châu Hy, con nên về đi, cho Ria ăn tối nữa. Trời ạ, giờ này rồi. Bà đừng có lo cho đứa con trai thành đạt của mẹ. Lo cho người chồng thua cuộc của con đi kìa. Được thôi, con đi đây ạ. Chào dì. Dù vậy thì con bé vẫn ghét khi chúng ta chỉ trích Nam Gu. Trích dẫn trong trang đó có vấn đề và còn có rất nhiều lỗi trong phần chú thích ở dưới nữa. Hãy nói chuyện ở văn phòng tôi vào ngày mai đi. Hôm nay
Hôm nay mẹ bị giữ lại ở buổi lễ của quận và mẹ cứ buồn ngủ suốt thôi. Đói bụng quá. Vợ ơi, khi nào thì ăn tối được đây? Đúng rồi, giáo sư Kang chắc đói rồi. Con đã mua cá minh thái hấp rồi, đúng không?